Reuters, Vinhome đàm phán bán tài sản 1,5 tỷ USD cho gã khổng lồ Capital Lands, có thể gồm một phần Ocean Park 3 hoặc DA phía Bắc Hải Phòng. Một thương vụ trị giá như vậy sẽ ghi dấu là một trong những giao dịch bất động sản lớn nhất ở Đông Nam Á trong vài năm qua. Reuters vừa trích nguồn tin riêng cho biết tập đoàn Capital Lands, gã khổng lồ bất động sản châu Á, đang đàm phán mua tài sản trị giá khoảng 1,5 tỷ USD từ Vinhome, mã chứng khoán VHM. Một thương vụ trị giá như vậy sẽ ghi dấu là một trong những giao dịch bất động sản lớn nhất ở Đông Nam Á trong vài năm qua. Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp bất động sản Việt Nam đang đối mặt với khó khăn về thanh khoản trong một năm qua. Theo bốn nguồn tin của Reuters, nội dung đàm phán của Capital Lands và Vinhome là về một số dự án của Vinhome. Một trong những nguồn tin cho biết Capital Lands đang xem xét mua một phần dự án Ocean Park 3 của Vinhome, một dự án phát triển theo phong cách thành phố nghỉ dưỡng rộng 294 ha gần thủ đô Hà Nội của Việt Nam, hoặc một dự án khác ở phía bắc thành phố Hải Phòng. Capital Lands Development không bình luận trực tiếp về bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào với Vinhome, nhưng cho biết Việt Nam là một trong những thị trường cốt lõi của Capital Lands Development. Chúng tôi liên tục đánh giá các cơ hội đầu tư để phát triển sự hiện diện của mình tại quốc gia này. Vingroup cũng từ chối bình luận về thông tin này, là một công ty niêm yết, họ phải công bố thông tin khi có giao dịch. Capital Lands to Demarcus Holding Singapore nắm phần lớn cổ phần. Capital Lands Development, một thành viên của tập đoàn Capital Lands, hiện có mặt ở 40 quốc gia, hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, văn phòng, khu dân cư, khu kinh doanh và trung tâm dữ liệu cùng các doanh nghiệp khác. Đơn vị này đã có một danh mục gồm một số dự án khu dân cư, bao gồm cả chung cư cao cấp tại 4 thành phố của Việt Nam. Vinhome, công ty con của tập đoàn Vingroup, hiện tại là doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Việt Nam, với giá trị vốn hóa tính tại cuối ngày 17 tháng 3 năm 2023 là 8 tỷ USD. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Sản xuất intro quảng cáo ấn tượng cho công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn chỉ với 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.